Chào các bạn nha. Bữa nay mình về được hai cái động cơ trôi các bạn, nhưng mà tua nó cực chậm luôn á. Các bạn nhìn xem nó chậm tại vì cái hộp số tỷ lệ quá lớn các bạn. Chậm kiểu này một phút chỉ được khoảng chắc ba bốn vòng các bạn, bốn vòng, bốn năm vòng gì đó. Ok, mình có hai cái nha. Để mình lấy thêm một cái nữa các bạn. Đây. Cái này chắc trong cái máy nó tải rất là cao các bạn. Các bạn nhìn cái bộ mà các bạn nhìn cái bánh răng. Nó là siêu to khổng lồ luôn á, quá dữ luôn. Ok, thì bộ này nó rất là chậm nha các bạn. Bạn nhìn nó chậm nè. Thì cái này động cơ brushless á, thì nó chạy được áp rất là đa dạng. Áp nó chạy rất là đa dạng các bạn. Để mình cho bạn xem nha. Đây. Áp nó thì brushless á, thông thường nó chạy áp thì từ 0 cho tới nói chung á, brushless các bạn, áp thì nó rất là đa dạng nha. Cho nên có nhiều con nó để là từ 0 cho tới 80 hay là bao nhiêu đó, rất là đa dạng. Cho nên những con như vậy á thì khách nào chạy áp cao cũng được. Khách nào mà muốn cho nó nhanh hơn á, chạy áp cao nha. Còn không thì cứ để như vậy chạy. Con này cái bát rất là đẹp. Cái bát thép rất là đẹp các bạn. Bát rất là dày luôn á. Ok, mình báo giá nha. Thì một động cơ á, một động cơ cái này giá $550k nha. $550k bao ship. Khách nào lấy luôn IC thì là $200k nữa nha. Là $750k. Đó. Chạy áp thì các bạn có thể chạy từ 24 cho tới 100 VDC cũng được. Nhưng mà cơ bản thì các bạn chạy trong giới hạn của IC nha. Từ 24 cho tới 48 là ok. Là cái chuẩn đó thì quá ok. Tiếp theo á là cái con này thì nó còn luôn cái bát rất là đẹp nè. Cộng với cái bánh răng. Thì con này giá nó sẽ hơn con này các bạn. Con này 550k đúng không? Thì con này mình bán 700 nha. Con này 700. Có luôn thắng từ 24V. Khách nào mua luôn cái IC thì là 200k nữa là 900 nha. Bao ship. Giá bán bao ship. Nó chậm như vậy thì mình không rõ có những ứng dụng nào mà cần chậm như vậy các bạn. Tại vì đa phần mình chỉ bán là tua nó tương đối nhanh đó. Chí ít thì cũng phải chạy được xe đạp á. Hay là còn chậm quá thì trong sản xuất hay trong ứng dụng gì đó thì mình không rõ là có nhiều ứng dụng hay không. Chắc là có các bạn, chắc chắn có chứ. Nhưng mà tùy nhà, mỗi khách đó. Thông thường hàng về thì mình sẽ vệ sinh như vậy đó, vệ sinh cho nó sạch các bạn. Tới tay khách thì cũng là ok. Cái gì chứ nhìn mà sạch sẽ là ok. Nhìn dơ dơ không có thiện cảm. Cái nào bên bãi nó dơ, cái nào dơ chứ về tới nhà mình nè. Là phải sạch đẹp. Đó. Đẹp từng cái răng.
đẹp đi rồi tính. Ok, 550k, 50k với 700k nha các bạn. Hai con này mình mua gần 1 triệu, thì tính ra 550 với 2 với 7 với 750 là 1,3 triệu đúng không, trừ phí ship này nọ công cán nha. Nhưng mà thông thường thì không có bán được liền nha các bạn, hoặc là bán được một con, còn một con để đó thì lâu lâu mới bán được nữa, cho nên bỏ ra một gần 1 triệu thì chứ thu vô cũng khó các bạn, thu vô cũng lâu chứ không phải dễ. Ok, hàng bảo hành 12 tháng nha, khách nào cần thì liên hệ shop. Hàng nguyên zin Taiwan, con này chạy thì nó cứ lừ như vậy, nhưng mà lực thì thôi rồi nha các bạn. Ok, 550k nha, 750k, khách nào cần liên hệ shop nha. À 700k chứ, xin lỗi. Còn khách nào mua luôn cái body C thì 200k một cái. Mình sẽ mod nó về 24 cho tới 48 nha.